cho em đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn, gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Đây là Hutech Story và mình là Trang Đỗ, sinh viên năm tư ngành công nghệ thông tin tại Hutech. Khi nhắc đến ngành học này thì chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ rằng con gái thì sẽ thường ít theo học, nhưng mà họ quên mất rằng là những người phụ nữ hiện đại họ vẫn có thể học và làm việc tốt những công việc tưởng chừng chỉ dành cho phái mạnh. Và đây cũng chính là câu chuyện mà mình mang đến Hutech Story ngày hôm nay. Vấn đề này thì cũng không còn là mới mẻ gì cả, bởi vì là trong rất là nhiều năm nay thì mọi người vẫn đang bàn luận về nó rất là nhiều. Thường thì mọi người sẽ nghĩ là các bạn nữ sẽ học những cái khối ngành liên quan đến nghệ thuật hay là viết lách hay là kế toán ngân hàng rồi sắc đẹp này kia. Còn mọi người thì sẽ nghĩ là công nghệ hay là kỹ thuật chỉ dành cho phái mạnh. Nhưng mà Trang nghĩ là không có một cái ngành nghề nào mà thực sự phù hợp với một cái phái nào cả. Trang lấy ví dụ như là nghề đầu bếp đi, thì thường là người ta sẽ nghĩ là con gái sẽ nấu ăn ngon hơn, nhưng mà cũng có rất là nhiều đầu bếp là nam đúng không ạ? Rồi về thể thao thì mọi người có thể thấy là khi mà nhắc đến bóng đá thì mọi người sẽ nghĩ đến là bóng đá nam nhiều hơn. Nhưng mà trong những năm gần đây thì bóng đá nữ cũng rất là phát triển. Giống điển hình như là SEA Games vừa rồi thì đội tuyển của chúng ta cũng đã giành được huy chương vàng, và sau đấy là chúng ta đã bước vào vòng đấu World Cup đúng không ạ? Và công nghệ thông tin cũng tương tự như thế. Chia sẻ thực sự của Trang đấy là ngay từ đầu thì cái nguyện vọng của Trang không phải là về công nghệ thông tin, mà đấy là về mảng công an và quân đội cơ. Nhưng mà vì một số lý do thì nên là Trang không tiếp tục với nó được nữa, và Trang đã chọn công nghệ thông tin để học tập và theo đuổi. Công nghệ thông tin thì hiện tại nó là một ngành rất là phát triển và có tiềm năng, và Trang biết được điều đấy cho nên là Trang đã cố gắng hết mình để theo đuổi ngành học này. Rất là may mắn bởi vì là gia đình Trang ủng hộ Trang 100% luôn, bởi vì là gia đình Trang thì hầu hết mọi người trong gia đình đều theo ngành này và có công việc ổn định. Vì thế mà Trang có cho mình được một cái góc nhìn nó cụ thể hơn về ngành nghề cũng như là sự phát triển của nó trong tương lai. Thực ra là cái giai đoạn đấy là mình có đăng một cái video cũng liên quan đến IT, nữ sinh học IT của Hutech. Thế nên là rất là may mắn nó được viral trên mạng xã hội, và sau đấy thì mình có tham gia cuộc thi Hutech Idol TikTok vào năm ngoái, thì mình cũng may mắn là mình được giải Á quân, và từ đấy mình đã có cho mình thêm được nhiều cái cơ hội cũng như là phát triển trong cái lĩnh vực này. Mọi người nhìn mình thì mọi người sẽ cảm nhận được là có khô khan hay không ạ? Tất nhiên là không rồi đúng không? Ngoài việc học thì Trang còn là một content creator, và bên cạnh đó Trang cũng tham gia rất là nhiều hoạt động của trường, lớp, của đoàn hội ở liên quan đến văn nghệ, văn hóa hoặc là thể dục thể thao nữa. Việc chúng ta khô khan hay không nó không phụ thuộc vào cái ngành học, mà nó là do bản thân của chúng ta. Đấy là do là chúng ta có biết tạo được cho mình được nhiều cơ hội, tạo cho mình được nhiều sân chơi trong cái môi trường mà mình đang học tập hay không. Và để chứng minh cho mọi người thấy là ngành học này nó không hề khô khan một tí nào, thì Trang đã chuẩn bị một tiết mục cho mọi người và mong rằng mọi người sẽ yêu thích nó. Ở bên kia bầu trời về đêm chắc đang lạnh dần, và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm, gửi mây mang vào phòng, vòng tay của anh nồng nàn nhẹ nhàng ôm cho em miên giấc ngủ ngon. Ở bên đây bầu trời thì mưa cứ rơi hững hờ, để tim anh cuồn cao và xa diết trong nỗi nhớ, dường như anh nhớ đến em. Gửi cho em đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển,
sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm, để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc anh thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp, và anh hãy cười nhiều anh nhé, vì anh mãi là niềm hạnh phúc. Khoa Công nghệ Thông tin của HUTECH thực sự là một sân chơi dành cho các bạn sinh viên IT. Ở đây thì khoa hàng năm vẫn luôn thường tổ chức những cái hoạt động về học thuật cũng như là về kỹ năng. Điển hình như là những cuộc thi như là ươm mầm tài năng này, tìm kiếm tài năng khoa công nghệ thông tin và map up website vân vân, hoặc là những buổi hội thảo về chuyên ngành và định hướng nghề. HUTECH IT Open Day cũng là một nơi để cho các bạn sinh viên có thể kết nối mình với doanh nghiệp để tìm ra những cái công việc phù hợp ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Bên cạnh đó thì cơ sở vật chất của trường đáp ứng cho sinh viên IT cũng rất là xịn sò. Đấy là những phòng lab vô cùng hiện đại, giúp cho các bạn sinh viên có thể học tập những cái môn thực hành sau những giờ lý thuyết ở trên lớp. Cùng với đó là đội ngũ giảng viên của khoa công nghệ thông tin thì thầy cô luôn luôn tận tình và giúp đỡ các bạn sinh viên khó khăn trong học tập cũng như là trong cuộc sống. Trong suốt 4 năm học ở đây thì Trang nhận được rất là nhiều sự giúp đỡ từ thầy cô và bạn bè, mọi người. Cũng có thể là một phần là mình là nữ nên là thầy cô rất là tận tình và chỉ dạy cho mình những cái điều mà mình khó khăn. Chính vì thế mà chọn học tập công nghệ thông tin tại trường đại học HUTECH chính là một cái khoảng thời gian mà mình cảm thấy là nó đúng đắn nhất trong cái thời thanh xuân của mình. Thực ra thì mình đã có cho mình một cái định hướng riêng về ngành nghề. Bật mí một xíu, đấy là Trang vẫn sẽ theo đuổi cái ước mơ của mình, đấy là trở thành một kỹ sư IT. Và bên cạnh đó mình cũng sẽ tiếp tục phát triển cái lĩnh vực khác, đấy là trở thành một content creator chuyên nghiệp. Rất cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe những chia sẻ và tâm sự của Trang đối với lĩnh vực công nghệ thông tin. Và thông qua HUTECH Story lần này thì Trang hy vọng là mình đã truyền được một chút động lực cho các bạn nữ cũng có niềm đam mê về công nghệ giống như Trang. Và chỉ cần bạn có niềm đam mê và sự quyết tâm thì mình nghĩ là bạn sẽ làm được nhiều điều lớn lao hơn những gì bạn nghĩ.